Chào các em đã đến với lớp học lịch sử của Kiến Guru. Ở những bài học trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về tình hình chính trị Việt Nam trong các thế kỷ 16-18. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này đó chính là các cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến và hậu quả là sự chia cắt đất nước đàng trong đàng ngoài. Những diễn biến của lịch sử ở giai đoạn này đã tạo nên một diện mạo văn hóa khá đa dạng và phức tạp của thời kỳ này. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học ngày hôm nay, tình hình văn hóa ở thế kỷ 16-18. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tôn giáo. Nho giáo vẫn được chính quyền đề cao, nhưng do sự suy thoái của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền và do sự tranh chấp quyền lực mà ý thức hệ Nho giáo cũng ngày càng suy đồi. Về Phật giáo, được phục hồi và tạo điều kiện phát triển. Ở đàng ngoài, chùa chiền được sửa chữa xây mới, còn ở đàng trong, năm 1601, chú Nguyễn cho xây dựng chùa Thiên Mụ, cho người sang Trung Quốc xin kinh Đại Tạng. Đạo giáo thì được hòa nhập với tín ngưỡng dân gian nên phát triển hơn trước, được vua quan sùng mộ, đạo quán xuất hiện ở nhiều nơi. Còn Thiên Chúa giáo thì được du nhập vào nước ta từ thế kỷ 16-17 thông qua những đoàn thuyền buôn của thương nhân. Đến năm 1533, một số giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã đến nước ta để truyền bá đạo. Tuy nhiên, do không biết tiếng Việt và thiếu kinh nghiệm hoạt động nên không có kết quả. Sang đến thế kỷ 17-18, hoạt động truyền đạo của các giáo sĩ ngày càng tăng. Nguyên nhân là do họ đã học tiếng Việt, dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt. Đó chính là nguyên nhân cho sự ra đời của chữ quốc ngữ. Người đóng vai trò quan trọng cho sự ra đời của chữ quốc ngữ là Alexander Ross. Năm 1627, ông đã đến đàng ngoài và sau đó là vào đàng trong để truyền đạo. Đến năm 1651, Alexander Ross đã hoàn thành quyển từ điển Việt Bồ Latin, đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin. Sự ra đời của chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền văn hóa dân tộc sau này. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, chữ quốc ngữ không được phổ biến vì đây là công cụ để truyền đạo của các giáo sĩ. Chữ Nôm xuất hiện nhằm thay thế cho chữ Hán, nhưng đến thế kỷ 16, chữ Nôm mới phát triển mạnh. Người dân đã tìm thấy ở tiếng mẹ đẻ khả năng diễn đạt những tâm tư, tình cảm của con người một cách thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho sự ra đời của một nền văn học mới, văn học chữ Nôm. Sự suy thoái của Nho giáo và giáo dục thi cử đã kéo theo sự chuyển hóa cả văn học. Nhiều nhà nho giỏi đã bất mãn với chính quyền, họ từ bỏ công danh về ở ẩn. Vì vậy mà văn học chữ Nôm có điều kiện phát triển mạnh với các thể loại mới là lục bát và sau đó là song thất lục bát. Một số nhà thơ nổi tiếng đương thời như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Đào Duy Từ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nhân vật này nhé. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà nho uyên thâm, quê ở huyện Vĩnh Bảo thuộc Hải Phòng ngày nay. Ông vừa là một nhà thơ, vừa là một nhà triết học của thế kỷ 16. Đỗ Trạng Nguyên và ra làm quan triều Mạc nhưng sau đó từ quan về quê dạy học. Người đương thời quen gọi là Trạng Trình. Phùng Khắc Khoan là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo lời thầy, ông vào Thanh Hóa để phục vụ Nam Triều. Là người có chí lớn, tính tình cương trực, thường dùng thơ để nói lên lý tưởng của mình. Đào Duy Từ là một người học giỏi nhưng vì con của Phường Chèo nên không được đi thi. Bất mãn với chính sách này của nhà Lê, ông đã vào Nam phục vụ cho chúa Nguyễn. Ông chính là tổ sư của nghệ thuật tuồng chèo ở đàng trong. Bên cạnh thơ văn chính thống, trong các thế kỷ 16-18 đã chứng kiến cả một trào lưu rầm rộ của thơ ca dân gian với nhiều thể loại khác nhau như là ca dao, tục ngữ, truyện cười, với mục đích là đấu tranh cho cuộc sống tự do, phê phán sự thối nát của bộ máy quan lại, sự ràng buộc của nho giáo, sự bất công của xã hội phong kiến và nói lên tình cảnh khổ cực của người nông dân. Một số tác phẩm nổi tiếng như là Trê Cóc, Thạch Sanh, Quan Âm Thị Kính. Tiếp theo là nghệ thuật. Nghệ thuật sân khấu đi vào đời sống của nhân dân và trở thành hình thức sinh hoạt tinh thần. Nhiều địa phương ở đàng ngoài nổi lên với các đoàn chèo, còn ở đàng trong, nghệ thuật tuồng phát triển, thu hút cả tầng lớp quý tộc, quan lại. Đi đôi với nghệ thuật sân khấu là sự ra đời và phát triển của dân ca.
dần dần hình thành những làn điệu dân ca mang tính địa phương như là quan họ xứ Bắc, hát dặm Nghệ An, ca Huế, các điệu lý ở miền Nam. Về nghệ thuật kiến trúc, bao gồm kiến trúc cung đình phát triển với các cung điện, dinh thự của vua chúa quan lại, đình chùa, và nghệ thuật kiến trúc dân gian phát triển với các tượng Phật, những điêu khắc gỗ trong các đình chùa. Như vậy, ở thế kỷ 16-18, trái ngược với tình hình xã hội, văn học và nghệ thuật ở thời kỳ này đã phát triển lên một trình độ mới, thể hiện ý thức về cuộc sống tinh thần cá nhân của người dân đương thời. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em!